Mỗi năm, màn ảnh Hoa ngữ lại xuất hiện thêm nhiều gương mặt Tần Tiểu Hoa Đán đầy triển vọng như Đàm Tùng Vận, Châu Đông Vũ, Mã Tư Thuần, Quan Hiểu Đồng. Nhưng có lẽ đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có nữ diễn viên nào vượt mặt được 7 cái tên dưới đây về nhan sắc và thần thái biểu cảm. Thậm chí cả những gương mặt nổi đình nổi đám của giới phim ảnh Hoa ngữ như Dương Mịch, Phạm Băng Băng, Lưu Dược Phi hay Đường Yên cũng phải chào thua trước vẻ đẹp của 7 trường thành nhan sắc này. Thứ nhất, Đông Phương Bất Bại Lâm Thanh Hà. Cựu ngôi sao hàng đầu Hồng Kông và Đài Loan Lâm Thanh Hà đã từng khiến màn ảnh rộng Hoa ngữ chao đảo trước khoảnh khắc uống rượu đầy khí phách trong Tiếu Ngạo Giang Hồ bản điện ảnh ra mắt vào năm 1992. Các một phim chung chắc chắn không thể nào quên được giây phút Đông Phương Bất Bại Lâm Thanh Hà dương cao hũ rượu và rót thẳng vào miệng trong trang phục đỏ rực đang ướt đẫm nước. Dù sau này Trần Kiều Ân từng thể hiện vai diễn Đông Phương Bất Bại khá tốt trong bản truyền hình năm 2013, nhưng nếu so với Lâm Thanh Hà thì cô vẫn còn thua xa lắm. Ánh mắt, đôi lông mày, mái tóc, trang phục đã tạo nên một phiên bản Đông Phương Bất Bại hệt như nguyên tác của Kim Dung và mãi để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Sau thành công của vai diễn Đông Phương Bất Bại, Lâm Thanh Hà còn góp mặt trong nhiều tác phẩm như Câu Chuyện Cảnh Sát, Bạch Phát Ma Nữ và Lộc Đỉnh Ký. Thứ hai, nhân vật Liễu Phiêu Phiêu của Trương Bá Chi. Bỏ qua những lùm xùm quanh bê bối về đời tư của Trương Bá Chi, thì cô thực sự là một diễn viên sở hữu vẻ đẹp khuynh thành của làng giải trí Hoa ngữ. Sớm nhận ra giá trị của viên ngọc chưa được mài dũa này, Châu Tinh Trì quyết định lựa chọn người đẹp đảm nhận vai Liễu Phiêu Phiêu trong tác phẩm điện ảnh Vua Hài Kịch năm 1999. Nhờ đó, Trương Bá Chi đã nhận được đề cử tại hạng mục diễn viên triển vọng tại lễ trao giải Kim Tượng khi mới 18 tuổi. Sau thành công của bộ phim, Trương Bá Chi trở thành tình đầu quốc dân của biết bao nhiêu nam thanh niên tại Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Phần cảnh nhân vật Liễu Phiêu Phiêu đứng tựa vào cánh cửa, nhẹ nhàng vuốt tóc rồi mỉm cười nhìn ra bờ biển đã trở thành một trong những khoảnh khắc đẹp và nên thơ nhất trên màn ảnh rộng lúc bấy giờ. Thứ ba, nhân vật Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng. Suốt 20 năm qua, phiên bản Tiểu Long Nữ do Lý Nhược Đồng thể hiện vẫn luôn được xem là kinh điển nhất trong lịch sử. Vai Tiểu Long Nữ sau này do đàn em Lưu Dược Phi hay Trần Nghiên Hy đảm nhận đều không thể sánh tầm với người đẹp cổ trang Lý Nhược Đồng. Vào những năm tháng thanh xuân, cô khiến biết bao nhiêu khán giả ngây ngất với đôi mắt trong veo, đượm chút buồn cùng gương mặt thanh tú khi hóa thân thành nhân vật Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp, bản truyền hình năm 1995. Trong phim, cô Lý Nhược Đồng có rất nhiều khoảnh khắc đẹp xuất thần, nhưng phần đoạn Tiểu Long Nữ cười thẹn thùng vẫn được nhiều khán giả nhớ tới nhất. Thứ tư, nhân vật Tử Hà Tiên Tử của Chu Ân. Vua hài Châu Tinh Trì đúng là luôn có diễm phúc được đóng cặp với các người đẹp trên màn ảnh rộng. Ngoài Trương Bá Chi, Tinh Gia còn từng cặp kè với mỹ nữ Chu Ân trong tác phẩm Đại Thoại Tây Du bản điện ảnh năm 1995. Vai diễn Tử Hà Tiên Tử của Chu Ân được xem là kinh điển và đã mang đến cho cô thành công vang dội cùng danh tiếng lan rộng khắp châu Á. Đối với cộng đồng fan cứng của Đại Thoại Tây Du, thì phân đoạn Chu Ân nhẹ nhàng mỉm cười rồi chớp mắt với Châu Tinh Trì trong phim điện ảnh này là khoảnh khắc đáng nhớ và ấn tượng nhất. Thứ năm, nhân vật Nhiếp Tiểu Thiến của Vương Tổ Hiền. Nhắc đến những khoảnh khắc thần tiên trên màn ảnh xứ Trung, không thể không kể đến trường đoạn thoát y đầy nghệ thuật của Vương Tổ Hiền trong Thiện Nữ U Hồn năm 1987. Nhan sắc và thần thái của Vương Tổ Hiền khi vào vai Nhiếp Tiểu Thiến trong tác phẩm Liêu Trai Lãng Mạn này hoàn hảo đến mức nó đã giúp cô giành tượng vàng kim mã tại hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Thứ sáu, nhân vật Linh Ngọc của Trương Mạn Ngọc. Nữ diễn viên nổi tiếng Trương Mạn Ngọc từng được cư dân mạng bầu chọn là một trong những mỹ nhân mặc sườn xám đẹp nhất. Nguyên nhân chính là do bộ sưu tập sườn xám mà cô đã khoác lên khi đóng bộ phim Nguyễn Linh Ngọc năm 1991. Nàng cựu hoa hậu Hồng Kông đã lột tả một cách trọn vẹn phong thái của người phụ nữ Trung Hoa thời xưa điển hình, với sườn xám tôn dáng, đôi lông mày lá liễu được tỉa gọn gàng, mái tóc xoăn lọn cầu kỳ cùng sắc môi đỏ đậm quyến rũ. Phần cảnh nhân vật Linh Ngọc bước vào bàn chơi mặt trượt trong phim từng quyến rũ người xem bởi bóng lưng cùng vóc dáng liễu yếu đào tơ. Thứ bảy, nhân vật Chu Chỉ Nhược của Lê Tư. Người đẹp TVB Lê Tư cũng góp mặt trong danh sách này nhờ vào hành động tháo mạng che mặt thần thánh trong phim điện ảnh Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Giáo Chủ Ma Giáo năm 1993. Nữ diễn viên hóa thân thành Chu Chỉ Nhược của phái Nga Mi, dạ nhân vật nửa chính nửa tà. Bên cạnh nhan sắc thân sâu thì khả năng diễn xuất bằng mắt của Lê Tư trong phim cũng nhận được đánh giá cao từ khán giả và giới truyền thông.